Thưa quý khán giả, làm việc cả ngày Chủ nhật, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo và đánh giá những kết quả đạt được của ngành tòa án, viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng của năm nay, đồng thời phân tích những tiến bộ so với cùng kỳ năm trước cũng như hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống. Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ phân tích làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá thực chất hơn những kết quả đạt được và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trong bối cảnh dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp, nhiều đại biểu tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn dưới mắt của tòa án trong công tác xét xử, bảo đảm thời hạn xét xử theo luật định, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh đồng thời cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử hướng tới xây dựng tòa án điện tử ở nước ta các ý kiến tập trung thảo luận về phạm vi các nguyên tắc cơ bản của phiên tòa trực tuyến một số yêu cầu khi tổ chức phiên tòa trực tuyến